Hôm nay các bạn hãy cùng cây hoa giả.com.vn xem quá trình trang trí bồn cây cho một quán cà phê cao cấp tại Long Biên Hà Nội nhé. Phần cốt xốp đã được tính toán chính xác và cắt sẵn bằng máy CNC đem đến một trải nghiệm phục vụ mới cho khách hàng. Rút ngắn thời gian thi công và không xả rác ra công trình nhất là sau khi công trình đã làm tốt phần vệ sinh công nghiệp. Các loại cây giả mà cây hoa giả.com.vn mang tới công trình đã được sắp xếp sẵn theo bản vẽ và cân đối chi phí sao cho phù hợp với nhu cầu của từng khách hàng cây trước khi trồng đều đã được phủ keo dưới chân để khách sử dụng được lâu dài và chắc chắn. Mỗi một cây lá đều được tính toán chiều cao và khoảng cách để gia chủ thuận tiện nhất trong quá trình sử dụng. Sau khi bàn giao khách hàng đã rất hài lòng và dành nhiều lời khen ngợi với sự chuyên nghiệp mà chúng tôi đã đem lại. Cây giả.com.vn chuyên thi công các loại cây hoa giả theo bản vẽ 3D. Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp các loại cây giả để khách hàng có thể mua về tự làm. Các bạn có thể truy cập vào website cây hoa giả.com.vn để đặt hàng và được tư vấn nhé.